Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy những người Pha-ri-siêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não nuột và nói: Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, có một câu chuyện kể lại rằng có một cái đứa bé chắc khoảng cỡ 7-8 tuổi, sau khi đi lễ nhà thờ với bố xong thì về hỏi với bố là: Bố ơi, ngày hôm nay cha giảng về phép lạ mà con chẳng biết phép lạ là như thế nào hết. Thế ông bố ngay lập tức ông dùng cái chân của ông đá thẳng vào chân của thằng bé. Ông đá vào, ông hỏi: Đau không? Thằng bé bảo: Đau không? Mà đau thì nó khóc là: Sao bố lại đá con như vậy? Mà phép lạ nằm ở chỗ là nếu bố đá con như vậy mà con không đau á, thì là phép lạ đấy. Ở trong cuộc sống của chúng ta, thời nào cũng vậy, luôn luôn vẫn đi tìm những dấu lạ và phép lạ. Chúng ta nếu ai đi tham dự thánh lễ vào thứ bảy vừa rồi, thì đoạn tin mừng ngày hôm nay rất ngắn gọn, thế nhưng nó tiếp nối với đoạn tin mừng mà chúng ta nghe vào thứ bảy, là việc chính Chúa Giêsu đã cho 4.000 người ăn từ 7 chiếc bánh. Tất cả những phép lạ đó Chúa đã làm ngay trước mắt của tất cả những người biệt phái và kinh sư. Thế nhưng ngày hôm nay họ lại đòi Chúa thêm một cái dấu lạ nữa, đòi Chúa để làm thêm một phép lạ nữa. Thế nhưng cái căn bản nằm ở chỗ là chính Chúa Giêsu là một dấu lạ vô cùng to lớn đang hiện diện trước mắt họ, nhưng họ vẫn không tin. Cái điều đó để cho tất cả mỗi người chúng ta thấy rằng cái đức tin ấy không phải là xuất phát từ con người, nhưng đức tin ấy phải xuất phát từ chính Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta mới có thể tin vào tất cả những gì mà con mắt thể lý của chúng ta không nhìn thấy được. Sau khi đọc đoạn tin mừng này, chúng ta sẽ đặt một câu hỏi: Sao tất cả những người thời ấy cứng tin thế? Chúa mới làm phép lạ ngay tức thì đấy mà người ta vẫn, tại sao người ta không tin Chúa? Tại sao người ta ngu muội đến như vậy sao? Nếu nói như vậy và nhìn vào trong đời sống của chúng ta có lẽ không khác với những người thời lúc bấy giờ. Tại sao vậy? Là bởi vì nếu chúng ta tham dự thánh lễ hàng ngày, chúng ta vẫn thấy phép lạ xảy ra ngay trước mắt chúng ta qua bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể chúng ta không nhìn thấy Thiên Chúa bằng xương bằng thịt. Thế nhưng trong dưới mắt con mắt của đức tin, bánh trở nên thịt của Chúa Giêsu, rượu trở nên máu của Chúa. Bằng con mắt thể lý không tài nào chúng ta có thể cảm nghiệm được điều đấy. Thế nhưng bằng con mắt của niềm tin, chúng ta mới cảm nghiệm được tất cả những điều ấy. Phép lạ vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ trên toàn thế giới, trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thế nhưng cái điều mà lạ lùng nằm ở chỗ, chính mỗi người chúng ta vẫn đi tìm những dấu lạ, những phép lạ ở quanh đời mình mà không nhận diện ra khuôn mặt của Thiên Chúa là người luôn luôn vẫn hiện diện ở trong đời sống của chúng ta. Trong bài đọc 1, Thánh Giacôbê nói đi nói lại cho chúng ta về đức tin. Đức tin của chúng ta không phải là đức tin mà tự nhiên có được và tự nhiên lớn lên được. Đức tin để có thể lớn lên được sẽ phải trải qua tất cả những gian nan và thử thách. Chúng ta gặp nhiều thử thách trong đức tin lắm để chúng ta có thể tin vào Thiên Chúa. Vậy thì trong ngày hôm nay, chúng ta xin Chúa, lại xin Chúa một lần nữa, xin cho con ơn đức tin để con có thể nhìn và nhận diện ra khuôn mặt của Thiên Chúa hằng hiện diện ở trong đời sống của chính mỗi người chúng con. Và đặc biệt mỗi khi chúng con tham dự thánh lễ, khi chúng con nhận lãnh bí tích thánh thể là một tấm bánh vô cùng nhỏ bé, bằng con mắt của đức tin, chúng con tin nhận rằng đây chính là Thiên Chúa thật hiện diện hữu hình ở giữa chúng con. Và dưới con mắt của đức tin,
chúng ta sẽ nhìn tất cả mọi sự vô cùng khác biệt với tất cả những người ngoài. Đôi khi chúng ta nhìn những sự việc xảy ra trong đời sống của chúng ta vì sự hên, vì sự may mắn. Thế nhưng dưới con mắt của đức tin, mình lại nhìn ở một khía cạnh khác. Không phải là may mắn, không phải là hên đâu. Nhưng tất cả những điều ấy nằm ở trong lòng bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Nếu có con mắt đức tin, chúng ta mới nhìn được tất cả cuộc đời của mình được ôm trọn và bao bọc bởi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta nhận diện ra Thiên Chúa hiện diện trong đời sống của mình bằng con mắt đức tin. Mặc dù con mắt thể lý của mình đôi khi không cảm nhận được, không thấu hiểu được tất cả mọi sự, nhưng như tất cả các vị thánh luôn luôn nói với chúng ta, tôi tin để tôi hiểu, chứ không phải tôi hiểu tôi mới tin. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Ngài soi tôi.